Ok, hai xin chào anh em và chào mừng trở lại với channel mình. Thì mình là Tâm và hôm nay thì mình sẽ gọi là test thử vòng quay đá quý mới trong Liên Quân Mobile Trung Quốc nhé. Thì chắc là anh em cũng đã xem qua cái video hướng dẫn cách cập nhật cho Liên Quân Trung Quốc rồi. Thì anh em nào chưa xem thì anh em có thể gọi là kéo xuống phần mô tả hoặc là phần comment để có thể xem để biết cách cập nhật để vào game quay vòng quay mới nhá. Rồi ok. Đây thì sẽ có 3 skin. Một thì nói chung là quay được đá quý, những skin cũ là vẫn như thế, nó vẫn giữ nguyên, nó không cho kiểu như là đổi đi kiểu ấy. Đấy. Ok, đây mình sẽ test thử quay luôn. 5 lần. Ui đen nữ. 5 lần tiếp. Không ra gì luôn ạ. Sợ thật. Ra được một viên đá quý. Ui. Định mạnh. Cái gì đây trời? Ra được một skin rồi. Ra được skin của Alistair. Rồi, cũng ngon. Rồi, hơn là không ra gì. Nào. À, ra được cái skin của gì đây? À, Jeffy. Rồi, tiếp theo là ngũ không. Ra lốt đi nào. Trời ơi. Bây giờ tiêu nhiều vé quay lắm rồi á. Ở đây rồi. Ra lốt ngộ không luôn. Đặc băng hầu à? Hay skin gì đây? Mình tên Trung Quốc mình đọc không hiểu. Rồi đây mình đổi luôn skin sang ngộ không. Đây rồi. Được không anh em? 24 kìa. Đâu rồi? 24 đâu rồi? Đủ, mình chưa có 24 luôn ạ. Hay có Jeffy không nhỉ? Chắc là có Jeffy chứ. Dù không có Jeffy luôn. Thôi chắc là mình cũng mua sau thôi. Số số mệnh vẫn thế. Chung là cập nhật thì cũng chỉ để chắc là nó cho anh em một quay mới thôi. Rồi ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip sớm nhất của mình. Bye bye. À quên, nếu thấy hay đừng quên để cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn không hay ấy thì nhớ làm khóa điều ấy. Okay.